của chú anh chị và các bạn nha. Đây, hôm nay về quê ăn Tết thì ở nhà phía sau nhà em đây, có cái bố em mua cái kỳ tắc nè, nhìn cũng hấp dẫn lắm. Đó, nhà nhà. Thì năm mới cuộc sống Sài Gòn TV xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn bình an trong cuộc sống nha. Đó, hôm nay em đi một vòng quay cho quý cô chú anh chị và các bạn. Đây, thêm một cây nữa luôn cả nhà. Hai cây này là 5 triệu. Đó, phía sau nhà em đây. Thì ẩm thực đường phố Sài Gòn thì hôm nay cuộc sống Sài Gòn TV chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn này. Đó, nhìn tắt rồi. Đẹp không? Rồi, đi ra cái khu vườn nhà em xíu, đường bông nhìn xíu. Đây là tắc nha cả nhà, đây là cây tắc nè. À, hoa lan. Hoa lan. Cả nhà nhìn thấy không? Hoa lan phía sau nè. Lan hồ điệp với quý cô chú anh chị và các bạn. Lan hồ điệp màu trắng nha, lan hồ điệp màu trắng. Thì chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn những cái hình ảnh này đó, về những kỷ niệm của quê nhà. Đây, một nhánh lan hồ điệp nữa nè, rất là đẹp luôn. Còn đây cả nhà ơi, đây đó, ở phía sau nguyên một rừng hoa luôn chứ, rất là nhiều hoa luôn. Chúng ta là nó có không khí Tết liền cả nhà nhỉ. Ồ, nhà mình đây, nguyên một rừng hoa phía sau đây. Ở nhà nha, mua. Đây. Rất nhiều bông hoa luôn cả nhà nhỉ. Đây nữa. Cuộc sống Sài Gòn TV sẽ về quê quay lại những cái kỷ niệm cũng như là cái thời gian mà mình về quê ăn Tết nha quý cô chú anh chị và các bạn, để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn của về quê ăn Tết, ẩm thực của quê, quê hương như thế nào. Đó, rất là nhiều bông hoa, rất là đẹp luôn. Cả nhà nhìn thấy không? Đây là hoa chậu, hoa vạn thọ, rồi bông bông trang nè, rồi bông hoa mai. Hoa mai, hoa mai của nhà rất là đẹp luôn cả nhà. Nè, rồi rực rỡ, rất là rực rỡ luôn cả nhà nè. Thấy không? Đây, cho cả nhà này. Quý cô chú anh chị và các bạn chuẩn bị Tết tới đâu rồi? Cái gia đình em là được nhiêu đó. Đây là quê ở Quảng Nam nha cả nhà, quê Quảng Nam. Còn Quảng Ngãi thì là quê của cuộc sống Sài Gòn TV. Đó. Mày đi chậu. Đây, trong này thì có thêm một cái chậu lan nữa. Chậu lan đây là 3,5 triệu nha. Rất là đẹp luôn. Đây là anh Ba Binh nè. À, anh Ba Binh lên sóng cuộc sống Sài Gòn TV rất là nhiều. Đó. Sau khi mà mình quay bông rồi cả nhà, thì bây giờ là bắt đầu là mình quay cá nướng nè. Đó, đây món ẩm thực cá nướng nè. Trời ơi, nhìn hấp dẫn không? Đây là cá hành phải không ạ? Dạ. Đây là cá hành nha cả nhà, cá hành nướng. Nhìn hấp dẫn lắm. Mới vừa nướng luôn. Cá hành này được kho ngọt cũng ngon lắm nha cả nhà. Thơm phức rồi đó.
thêm ba con nhỏ nữa, ba con nhỏ mình ướp dưới mâm nè. Lật lên nha mày. Thử. Ừ. Lên. Thơm lắm, thơm phức luôn. Ẩm thực đường phố Sài Gòn thì về quê ăn Tết nha cả nhà. Cuộc sống Sài Gòn TV chia sẻ những hình ảnh về ẩm thực Tết tại quê nhà nè cho quý cô chú anh chị và các bạn. Cá này nướng hoặc là kho. Cá vừa bắt đầu bây giờ chín sơ sơ rồi cả nhà. Đó. Hấp dẫn không? Này cá hành nhưng mà nhỏ hơn nha. Của cô chú anh chị và bạn. Cá hành nhưng nhỏ hơn. Đó. Thấy không? Nhìn các con cá hành này, nhìn quá là hấp dẫn luôn. Quét lên hả mày? Quét xí dầu đây nè. Ôi, muốn cá nướng quá hấp dẫn luôn. Đây là ẩm thực Tết nha cả nhà. Nó nói rồi ra nó ăn. Ôi ôi đã. Quá đã luôn. Cá này ở quê mới có nha cả nhà. Hay là rồi là rất là đây đây quý cô chú anh chị và các bạn ơi, quá là đã luôn nè, nhìn nè. Đây là món ẩm thực quê nhà nha cả nhà, ẩm thực ngày Tết tại quê nhà. Lâu lắm rồi, mấy năm trời mới được về quê ăn Tết cả nhà, do tình hình dịch Covid, hai năm dài đằng đẵng. Hôm nay về đây thì cuộc sống Sài Gòn TV sẽ chia sẻ những cái món ăn ngày Tết, những món ăn ngày Tết của cuộc sống gia đình, cuộc sống Sài Gòn TV để lưu lại những cái kỷ niệm nha quý cô chú anh chị và các bạn. Thơm đó, mình ngồi đây mình thơm chịu không nổi mà. Cả nhà nhìn thấy không? Quá đã. Đây nè, cận cảnh luôn. Cận cảnh. Ồ. Hai con cá nè. Quá là đã. Ồ, khói lên ngay ngút không? Quý cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy không? Khói lên ngay ngút luôn. Mình rất là hấp dẫn, thơm lắm, càng chín rồi mà ha, càng chín rồi, thơm lắm. Bây giờ mình có quá đặc, mình quý cô chú anh chị và các bạn nhìn ha. Quá đặc, tí bên kia nữa. Đó, sao? Đó, phía cá bên đó nữa, cá bên này. Thơm phức luôn, rất là thơm luôn. Đây, ăn thì mới là nó bị lẹ mà. Mẹ coi nữa.